tính trùng tang theo tuổi âm lịch, dùng 12 cung địa chi trên bàn tay để tính. Nam khởi từ Dần tính theo chiều thuận, nữ khởi từ Thân tính theo chiều nghịch. Bắt đầu là 10 tuổi, cung tiếp theo sẽ là 20 tuổi, tính đến tuổi chẵn của tuổi người mất. Sau đó cung tiếp theo là tuổi lẻ, tính đến tuổi của người mất. Gặp ở cung nào thì tính là cung tuổi. Từ cung tuổi tính cung tiếp theo là tháng 1, tính lần lượt đến tháng mất. Gặp cung nào thì cung đó là cung tháng. Từ cung tháng tính cung tiếp theo là ngày thứ nhất, ngày 1, tính lần lượt đến ngày mất. Gặp cung nào thì tính cung đó là cung ngày. Từ cung ngày tính cung tiếp theo là giờ Tý, tính lần lượt đến giờ mất. Gặp cung nào thì tính cung đó là cung giờ. Nếu các cung tuổi, tháng, ngày, giờ gặp các cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì đó gọi là trùng tang. Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì đó gọi là thiên di. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì đó gọi là nhập mộ. Ví dụ như là tính cho cụ ông mất giờ Tý, ngày mùng 3 tháng 3, thọ 83 tuổi. Cụ ông khởi từ cung Dần, tính theo chiều thuận kim đồng hồ. 10 tuổi sẽ là ở Dần, 20 tuổi ở Mão, 30 tuổi ở Thìn. Vậy 80 tuổi sẽ ở Dậu. Đến tuổi lẻ là 81 ở Tuất, 82 ở Hợi, 83 ở Tý. Vậy cho nên cung tuổi sẽ là cung Tý, là cung thiên di. Tính tiếp theo tháng 1 là Sửu, tháng 2 là Dần, tháng 3 là Mão. Vậy cung tháng là Mão, tính là cung thiên di. Tính ngày mùng 1 là Thìn, ngày mùng 2 là Tỵ, mùng 3 là Ngọ. Vậy cung ngày là Ngọ thì gặp thiên di. Tính tiếp đến giờ, giờ Tý là tại Mùi. Vậy cung giờ là cung Mùi, được cung nhập mộ. Như vậy chúng ta thấy là năm là thiên di, tháng thiên di, ngày thiên di, giờ nhập mộ. Như vậy là cụ ông có 3 cung thiên di, 1 cung nhập mộ. Vậy có nghĩa là đây là tử sự hợp với lẽ trời đất.